Cũng khuyên người khác tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không ca ngợi một cách điên đảo. Pháp chống trái, tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoan hỷ tán thán, người tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát này tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này thường suy nghĩ, nếu ta không tu hành bố thí ba la mật đa sẽ sanh vào hạng bần cùng hạ tiện, nếu ta không tu hành tịnh giới ba la mật đa thì cánh cửa cõi người trời sẽ đóng kín và rơi vào các đường ác, nếu ta không tu hành an nhẫn ba la mật đa thì các căn sẽ thiếu sót, hình dung xấu xí, không đầy đủ sắc thân viên mãn của Bồ Tát. Nếu ta không tu hành tinh tấn ba la mật đa thì chẳng thể tu đạo tâm thường giải đãi, các việc không thành. Nếu ta không tu hành tịnh lự ba la mật đa thì không thể tu thắng định của Bồ Tát, tâm luôn tán loạn, mong muốn điều gì cũng không thành. Nếu ta không tu hành bát nhã ba la mật đa thì không thể vượt được